Hello, xin chào quý anh chị và các bạn nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay lại kênh Ichimoku Trình Phát, cũng như là quay lại video phân tích cổ phiếu tiềm năng cuối tuần của ngày tháng anh chị. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ cùng với anh chị bóc tách về cái câu chuyện của hệ thống KRX nha chị. Sau đó thì em sẽ đi qua về các cái mã cổ phiếu chứng khoán nha chị nhé. Thì chắc là trong cái khuôn khổ của nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ đi qua ba cái mã cổ phiếu đầu tiên nha chị. Đó là SSI, SHS và cuối cùng đó là HCM anh chị mình nhé. Thì dự kiến sau cái video này thì em sẽ còn làm thêm tầm khoảng 2 tới 3 video nữa để mà gửi tới anh chị về các cái mã cổ phiếu chứng khoán còn lại, để anh chị mình có những góc nhìn tổng quan về các cái mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành này anh chị mình nhé. Rồi thì anh chị mình đang xem video thì mình cố gắng mình xem hết video nha anh chị, tại vì video thì em cũng cố gắng rút gọn ngắn nhất có thể, cô đặc nhất có thể, để cho anh chị mình nắm được những cái ý chính anh chị nhé. Rồi trước tiên, trước khi bắt đầu vào video thì anh chị mình có thể là ủng hộ cho Thắng một lượt like, một lượt tim cũng như là một lượt đăng ký kênh, để kênh có thể là ngày càng lan tỏa cũng như là tăng cái độ tương tác trong thời gian tới anh chị mình nhé. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì không lòng vòng nữa thì em sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay nha anh chị. Cuối tuần rồi thì anh chị nào mình có đọc báo cũng như là đi qua các cái trang mạng xã hội thì chắc là anh chị cũng đã có cái thông tin đó là hệ thống KRX của chúng ta rất khó để mà có thể vận hành đúng kế hoạch là vào ngày 25 tháng 12 anh chị. Nhìn vào bài báo này thì cái cách nói chuyện anh chị thì anh chị mình sẽ thấy là hiện tại là chưa có những thông tin chính thức nè, và nhìn vào đây anh chị mình tinh ý thêm thì anh chị mình thấy là từ ngày 22 tới ngày 24 là hệ thống của chúng ta sẽ có một cái đợt kiểm thử cuối cùng, nhưng anh chị mình thấy là với cái khoảng thời gian như thế này thì không thể nào mà có thể là đưa vào vận hành ngay được anh chị, bởi vì nếu như mà ngày 24 đúng không, hệ thống kiểm thử của chúng ta có hoàn thành 100% thì điều đó là quá là tốt rồi chị, không có gì để nói đúng không. Nhưng rủi như có những cái trục trặc, có những cái lỗi sai gì đó thì rõ ràng anh chị mình thấy là thị trường chúng ta phải cần thêm thời gian mới có thể fix được anh chị. Tại bản chất anh chị thấy là thị trường ta giao dịch là từ thứ hai tới thứ sáu, chị nghỉ 2 ngày là từ ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, thì với 2 ngày này em nghĩ là không thể nào để mà đội ngũ IT cũng như là sở giao dịch chứng khoán tìm ra những cái phương án mà để xử lý kịp thời được nha anh chị. Rõ ràng chứng tỏ là họ phải cần thêm thời gian anh chị, ít nhất là tầm khoảng 2 tuần liên tục nha anh chị, nghỉ liên tục và có thể là tìm ra những cái phương án để họ fix được, rồi fix xong là phải là để vào mà chạy thử nó như thế nào, nó có ok hay chưa, chứ không phải thế nào, chứ không thể nào mà anh chị thấy là chỉ với 2 ngày này là kiểm thử thành công được anh chị. Nếu mà kiểm thử thành công như em nói thì không có vấn đề gì để nói hết, nhưng rủi như nó có những cái kịch bản xấu đi thì rõ ràng là sở dịch phải cần thêm thời gian anh chị, cần thêm thời gian, và thời gian ở đây em nghĩ là tính mạch tuần chứ không thể tính chỉ 2 ngày thứ bảy và ngày chủ nhật là xong được anh chị nhé. Đó, và một cái điểm lưu ý thêm ở đây anh chị mình nào mà có theo dõi thông tin á, thì anh chị mình thấy là đa số những cái thông tin đưa ra á chị, thông tin này thì thực ra là anh chị mình đã nghe đâu đó từ tháng trước rồi anh chị, về cái việc đó là hệ thống KRX trễ go live, thì em nghĩ là anh chị mình đã nghe từ tháng trước rồi chứ không phải là ở những nhịp hiện tại anh chị mình mới nghe đúng không chị. Và nếu mà anh chị có đánh theo tin á thì anh chị mình thấy là đa phần tin tức nó đưa ra anh chị chỉ để hợp thức hóa thôi, còn về cái việc cổ phiếu vận hành lên hay xuống diễn biến như thế nào thì nó đã xảy ra ở những nhịp trước rồi anh chị, nó xảy ra trước sau đó bắt đầu thông tin nó mới đưa ra, chứ không phải là thông tin đưa ra sau đó bắt đầu giá cổ phiếu nó bắt đầu mới lao dốc anh chị nhé. Đó, cho nên thành ra là với những cái thông tin bất lợi như thế này đó, với những cái thông tin bất lợi như thế này thì một số anh chị khá là lo lắng, bởi vì bản chất anh chị mình thấy là nhóm chứng khoán là một cái nhóm ngành dẫn dắt, cũng là một cái nhóm ngành khỏe của thị trường, vậy thì với những cái thông tin nó bất lợi như thế này thì liệu rằng các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó có giảm sàn hay không, nó có giảm mạnh hay không, và nếu nó giảm sàn thì anh chị mình đang cầm tiền cũng như là cầm cổ phiếu thì mình có những nên có những cái chiến lược cũng như là mình hành động như thế nào trong thời gian sắp tới anh chị. Rồi thì em sẽ bắt đầu đi qua các cái mã cổ phiếu thì để cho anh chị có những góc nhìn cũng như là cái chiến lược đi mua đi bán trong thời gian tới anh chị mình nhé. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ đi qua về mã cổ phiếu SSI nha anh chị. Đây anh chị, SSI. Đó, thì với cái mã cổ phiếu SSI này thì anh chị mình nhìn cho em trong xu hướng trung hạn là anh chị mình thấy là hiện tại nó đang tích lũy trên nhau gặp lan quanh khoảng 31.4. Trạng thái của nó, xu hướng của nó vẫn đang là trong xu hướng tăng, và bên trên anh chị mình thấy là nó khá là thoáng anh chị. Bên dưới thì vẫn có hỗ trợ may và nhau gặp. Cho nên em đánh giá thì trong xu hướng trung hạn SSI nó vẫn khá là tích cực nha anh chị nhé. Khá là tích cực, không có vấn đề gì. Đó, về mặt xu hướng ngắn hạn thì hiện tại anh chị mình thấy là trong ngắn hạn thì SSI nó vẫn đang trong xu hướng tăng, nhưng để mà nói mà nó tăng mạnh anh chị là rất là khó nha anh chị. Chỗ này anh chị nào mình có học Ichimoku á, thì anh chị mình thấy là với cái trạng thái như thế này thì rõ ràng SSI nó rất khó để mà nó có thể tăng mạnh được, nhưng nếu mà nói về kịch bản nó giảm mạnh anh chị cũng rất là khó luôn. Ở đây nếu mà theo phân tích kỹ thuật Ichimoku thì anh chị mình thấy là bên này có một cái vùng mây khá là dày, bên dưới là hai giao gặp nha anh chị, và nhìn về tổng quan ở những giai đoạn trước thì anh chị mình thấy là ở đây thì em có để một cái biểu đồ nha anh chị, biểu đồ này là biểu đồ chỉ số chung của chúng ta VN Index, thì anh chị mình thấy là ở những nhịp trước thị trường chung giảm khá là mạnh, khá là dốc nha anh chị, nhưng SSI anh chị mình thấy là nó không giảm nha anh chị, nó có giảm nhưng mà anh chị thấy là nó không dốc bằng thị trường chung nha anh chị. Đó là cái lý do mà em nói cho anh chị, đó là khi mà anh chị có những cái thông tin, có được những cái tin tức thì anh chị mình nhìn vào cái giai đoạn trước là cổ phiếu nó vận hành như thế nào nha anh chị, tại vì đa phần thông tin nó ra sau chỉ để hợp thức hóa thôi anh chị, còn về cái việc cổ phiếu nó giao dịch là nó diễn biến lên hay xuống là trong cái nhịp trước rồi, chứ không phải là ra tin nó mới là diễn biến theo
nha chị nhá. Thì đó, những cái nhịp trước anh chị phải thấy là cổ phiếu này dường như là khá là khỏe nha chị, nó giảm không có mạnh như thị trường đó, thành ra là nó giữ giá rất là tốt. Và thậm chí cuối tuần rồi, nếu mà anh chị có theo dõi á, thì anh chị mình thấy là mặc dù cuối tuần có những cái thông tin nó hơi xấu cho các cái mã cổ phiếu chứng khoán, nhưng mà anh chị nhìn vào SSI anh chị nó không giảm nha chị, nó đóng một cái nến doji như thế này, thậm chí là nó có những cái nhịp nó nhún xuống, sau đó bắt đầu là lực cầu vào và đỡ giá lên, nó không giảm sâu được anh chị. Cho nên nói về cái kịch bản mà các cái mã cổ phiếu chứng khoán nha chị sang tuần nó giảm mạnh là không có nha chị, thậm chí là giảm sàn thì càng không có thể được nha chị đó. Và nếu như mà em nói ở cái kịch bản nó xấu hơn là rủi nó có giảm sâu đi, thì đó là cái cơ hội rất tốt để cho anh chị mình mua vào nha chị. Cho nên chốt lại chỗ này giùm em, lưu ý giùm em nha chị, không riêng gì mà cổ phiếu SSI mà các cái mã cổ phiếu chứng khoán khác, nếu như sang tuần nó có giảm mạnh thì đó là cơ hội để cho anh chị mình có hàng, chứ không phải là cái điểm để cho anh chị mình bán nha chị, không phải là cái lúc để cho anh chị mình mang hàng để bán nha chị. Thời điểm này nếu mà nó có giảm sàn giảm mạnh, đó là cơ hội để cho anh chị mình mua vào, còn mạnh nữa là để khác nha chị. Ở đây thì em nói về cái kịch bản đó là nó giảm mạnh giảm sâu để cho anh chị mình mua, chứ thực chất để mà các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó giảm mạnh đó chị là rất khó nha chị. Em cũng chỉ kỳ vọng là nó giảm mạnh để cho anh chị mình gom thôi, chứ thực ra mà nó giảm sâu đó chị, nó giảm mạnh đó, nó giảm sàn luôn là rất là khó. Tại vì nhìn vào cái quá trình của mã cổ phiếu nó đi anh chị, mình thấy là nó giữ giá rất là tốt, những cái nhịp trước nó giữ giá rất là tốt, và cái nhịp sau với những cái thông tin là nó hơi xấu đi thì mình thấy nó cũng giữ giá, tiếp tục giữ giá anh chị, lực cầu nó đổi giá rất là tốt. Cho nên thành ra để mà nói về các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó giảm mạnh đó chị là không thể nha chị nhắc. Cho nên là chỉ có thể là kỳ vọng nó những cái nhịp giảm xuống anh chị mình mua thôi, và nếu nó giảm mạnh đi thì đó cũng là cơ hội để cho anh chị mình gom. Chỗ này anh chị lưu ý giùm em nha chị, các cái trường hợp là anh chị mình mới mua xong thấy nó giảm thêm cái anh chị mình bỏ chạy là không nên nha chị nhắc. Rồi trở lại với cái mã cổ phiếu SSI này, thì anh chị mình thấy là như em nói rồi, nó đang trong một xu hướng tăng đúng không, trạng thái thì tăng khó mà có thể tăng mạnh được đó. Thì với những anh chị nào mình đang cầm hàng cũng như là đang cầm cổ phiếu thì mình nên hành động như thế nào? Với những anh chị này mình đang cầm tiền thì có thể mình mở mua nha chị. Sang ngày thứ hai với những cái thông tin bất lợi như thế này thì em nghĩ nó sẽ có những nhịp chỉnh, nhưng mà em lưu ý rồi, chỉnh nó không mạnh đâu chị, nếu nó chỉnh mạnh vẫn là cơ hội, cho nên kiểu gì nó cũng là cơ hội để cho anh chị mình mua nha chị nhé. Thì anh chị mình có thể canh với cái mã cổ phiếu SSI này, thì anh chị mình canh quanh cái vùng khoảng là từ 31.3 nha chị, từ cái vùng 31.3 cho tới khoảng là 32 nha chị. Đây là cái vùng biên, là cái vùng để anh chị mình chia vốn ra mình mua nha chị, tránh cái trường hợp đó là anh chị mình mua một lần đâu đó ở loanh quanh khoảng 32 xong thấy cổ phiếu bắt đầu nó giảm xuống loanh quanh 31 là anh chị mình mang hàng ra bán là không phải nha chị. Cái vùng đó nó có giảm sâu đi chăng nữa anh chị mình cũng không bán nha chị, nhớ cái luận điểm lúc này của em nói nha chị, nó có giảm mạnh vẫn là cơ hội để cho anh chị mình mua gom nha chị nhá. Đó thì cái vùng biên là từ 31.3 cho tới 32, thì đây là cái vùng để mà anh chị có thể là chia vốn ra mình mua, cứ chia ra mình mua gom dần nha chị. Đó là với những anh chị mình cầm tiền, còn với những anh chị mình cầm cổ phiếu á, là cũng canh cái vùng này để anh chị mình mua gia tăng nha chị, canh cái vùng này để anh chị mình mua gia tăng thêm. Anh chị mình có hàng sẵn thì khá là thoải mái rồi, canh hàng này, canh cái vùng này để anh chị mình mua gia tăng. Một phần nếu mà giá cổ phiếu của anh chị mua ở những nhịp trước giá vốn của anh chị nó cao á, thì anh chị mình có thể là mua lướt tay không đảo hàng để mà hạ giá vốn xuống, canh những cái nhịp này lăn quanh cái vùng giá là từ 31.3 cho tới khoảng 32, anh chị mình canh mua vào để mà hạ giá vốn xuống nha chị nhé. Đó sang tuần thì em nghĩ là nó khó có thể lên được target nhịp này của SSI, có thể lên tới khoảng là 34, nhưng mà với những cái thông tin như thế này và cách vận hành của cổ phiếu thì em thấy là nó hơi khó để mà nó có thể tăng mạnh được, nhưng mà nó cũng rất khó để mà nó có thể giảm sâu đó. Thì hy vọng là nó chỉnh xuống khoảng là quanh quanh cái vùng khoảng là 31, 31.5 gì đó thì để cho anh chị mình gom hàng thôi nha chị nhé. Đó rồi tiếp theo là em sẽ đi qua về mã cổ phiếu SS. Thì với cái mã cổ phiếu SS này chị, thì trong xu hướng trung hạn nha chị, thì em thấy là nó cũng xem với SSI thôi. Đa số thì các cái mã cổ phiếu chứng khoán anh chị mình nhìn về mặt trung hạn nó khá là thoáng anh chị, bên trên nó khá là thoáng, bên dưới nó hỗ trợ rất là dày. Cho nên là thật ra thì nếu mà chia sẻ về góc nhìn về trung hạn anh chị thì không có quá nhiều điều để chia sẻ cho anh chị, chỉ có một chỉ có hai từ thôi, đó là tích cực nha chị nhá. Rồi về mặt ngắn hạn thì anh chị mình thấy là ở đây em cũng để chỉ số chung và index, thì anh chị mình thấy nè, nó khác so với SSI. Nếu mà so giữa SSI và SHS anh chị, thì anh chị thấy là cái nhịp này SHS nó khỏe hơn nha chị nhá. Tại sao? Anh chị nhìn vào lúc mà thị trường chúng ta có những nhịp điều chỉnh sâu xuống anh chị, thì SHS nó tích lũy đi ngang anh chị, tích lũy đi ngang tầm khoảng là hơn 2 tuần nha chị, tầm khoảng là hơn 2 tuần nó tích lũy đi ngang quanh cái vùng giá là khoảng là 18 nha chị, tích lũy trên cái đường Kijun này đó, quanh cái vùng giá là 18 tích lũy đi ngang đó chị ha. Và mặc dù là chỉ số chung của chúng ta nó có giảm nè chị, nhưng mà chị thấy là SHS nó không giảm, nó đi ngang nha chị, cho nên cổ phiếu này nó rất là khỏe nha chị. Thành ra là những cái nhịp trước anh chị nào hỏi em mua mã cổ phiếu này chị, là em nói là không có điểm mua cho anh chị, bởi vì anh chị nhìn qua cái xu hướng ngắn hạn hơn, đó là xu hướng H1 anh chị, xu hướng H1 là anh chị thấy là nó chỉ đang tích lũy trong một cái vùng biên khá là hẹp, là từ 18.2 cho tới 18.9 anh chị. Ở đây anh chị mình thấy đúng không, 18.2 cho tới khoảng là 18.9, một cái vùng biên rất là hẹp như thế này anh chị mình tham gia thì đâu có lợi nhuận đâu anh chị. Đó hiện tại bây giờ nếu mà anh chị em hỏi mua thì có thể là em nói anh chị mình mua được, nhưng ở đây anh chị mình thấy là phải chấp nhận một cái mức rủi ro nó cao hơn anh chị so với những anh chị khác nha chị. Vùng này không phải là vùng mua của SHS, anh chị mình miễn cưỡng mua thì được, nhưng tối lại anh chị mình phải chấp nhận cái mức rủi ro nó cao hơn. Thành ra là ở những nhịp vừa rồi một số anh chị khách hàng hỏi em mua là em không nói điểm mua được
thì không thể nào nói chia sẻ để mua được, tại vì anh chị mua là phải chấp nhận rủi ro cao nha chị. Nhìn qua đây anh chị mình thấy là cái biên của nó rất là hẹp anh chị, đâu thể nào anh chị mình mua được, mình đánh thì lợi nhuận đâu có bao nhiêu đâu nha anh chị nhá. Đó thì với những anh chị nào với cái form này anh chị, thì em nghĩ là nó phù hợp hơn với những anh chị đã có cổ phiếu rồi nha anh chị. Anh chị mình nắm cổ phiếu rồi thì dịp tới chị tuần tới nếu mà SHS nó có chỉnh về khoảng là 18 á, đó nó chỉnh về lăn quanh 18 thì anh chị mình có thể là mở mua gia tăng nha anh chị. Anh chị mình có hàng sẵn thì nó khá là thoải mái thôi nha anh chị, cứ chỉnh xuống là anh chị mình mua, chỉnh xuống là anh chị mình mua đó, cho nên rất là thoải mái. Còn những anh chị nào mình đang gặp tiền đó anh chị, nó hơi khó để cho anh chị mình mua. Tuy nhiên thì em vẫn đưa ra một cái kịch bản là kỳ vọng, nhưng cái xác suất này nó rất là thấp nha anh chị. Nếu như mà SHS nha anh chị nó có giảm về khoảng là 17 1700 năm thì anh chị mình gom mạnh cho em nha anh chị, nó có giảm về vùng này là anh chị mình gom mạnh cho em. Tất nhiên thì ở đây kịch bản nó xác suất nó rất là thấp anh chị, tại vì nhìn vào cái quá trình cổ phiếu nó đi anh chị, vận hành cổ phiếu ở những nhịp trước thì anh chị mình thấy là nó giữ giá rất là tốt ở trên này rồi, thì không lý gì để mà nó nhả xuống đây để cho anh chị mua hết. Nó rất là khó, nhưng đâu đó thì em kỳ vọng là với những cái dấu hiệu, với những cái thông tin bất lợi như thế này thì kỳ vọng là nó sẽ giảm xuống để cho anh chị mình mua. Còn nếu mà nó không giảm xuống để cho anh chị mình mua thì anh chị mình có thể là chuyển sang các cái mã cổ phiếu chứng khoán khác, ví dụ như SSI em nói vừa rồi nha anh chị, thì anh chị mình vẫn có cơ hội để anh chị mình tham gia. Không nhất thiết là anh chị mình phải mua những cái mã cổ phiếu như thế này ở cái vùng cao như thế này để anh chị mình chấp nhận một cái mức rủi ro nó rất là lớn nha anh chị nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ đi qua cái mã cổ phiếu cuối cùng nha anh chị, đó là HCM. Thì mã cổ phiếu này thì em cũng đã làm về riêng một cái video nói về mã cổ phiếu này rồi, thì anh chị nào mình chưa xem video thì em sẽ để lại cái đường link mô tả ở bên trên để anh chị mình xem lại nha anh chị, tại vì mã cổ phiếu này em có phân tích cả về cái câu chuyện cái game phát hành thêm của nó rồi nha anh chị. Ở đây chắc là em sẽ đi nhanh qua thôi, đi và nhanh qua về cái mặt phân tích kỹ thuật thôi, còn về cái câu chuyện về phát hành thêm cũng như là những góc nhìn thì em cũng đã đưa ra ở cái video lần trước nha anh chị nhé. Thì trong xu hướng trung hạn thì chắc là cũng không có gì để chia sẻ cho anh chị nha anh chị, nó cũng xem với hai mặt cổ phiếu đầu tiên thôi nha anh chị nhé. Rồi về mặt ngắn hạn thì anh chị mình thấy là HCM nó vẫn đang trong một xu hướng tăng nha anh chị, đang trong một xu hướng tăng và bên trên của nó có một cái vùng cản là quanh 34. Nhịp rồi thì em cũng có chia sẻ với anh chị đó là với những anh chị nào mình đang nắm cái cổ phiếu này thì mình canh mình chốt nha anh chị, nó lên tới cái vùng gáp này rồi cố gắng mình chốt, có thể là anh chị mình không chốt hết, chốt khoảng 50% thôi nha anh chị, và nó lên thêm cái vùng khoảng là 34 anh chị mình chốt thêm, và nếu như nó vượt được, nó lắp lại được cái gáp này thì cái target tiếp theo của mã cổ phiếu HCM sẽ là lăn quanh cái vùng khoảng là 35 cho tới 36, thì lúc đó anh chị mình chốt thêm nữa anh chị. Đó còn hiện tại với cái thời điểm hiện tại nha anh chị, với những cái thông tin diễn biến như thế này thì anh chị mình thấy là với những anh chị mình nào mình đang cầm tiền thì nên làm như thế nào nha anh chị. Nên cầm tiền thì anh chị mình chú ý giúp em không nên mua đuổi ở những nhịp trước, em cũng chia sẻ cho anh chị rất nhiều đó, đừng nên mua đuổi nha anh chị, tại bản chất HCM nó có cái câu chuyện phát hành thêm nha anh chị, nó có câu chuyện phát hành thêm, thành ra trong những cái nhịp đầu tiên anh chị thường là giá cổ phiếu nó sẽ đi lên để cho những anh chị nhà đầu tư ngắn hạn cũng như là tổ chức họ không muốn ôm cái việc mua anh chị, họ không muốn nắm giữ cái quyền mua, họ chốt lời anh chị, thì sau khi họ chốt lời xong thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm xuống, thì đó là cái thời cơ rất là tốt để cho anh chị mình mua gom anh chị nhé. Và cái vùng để anh chị mình mua gom đó là anh chị mình mua canh giùm em từ cái vùng khoảng là 30.5 cho tới khoảng 31 anh chị, 30.5 cho tới 31 hoặc là 31 chấm ít, với ít càng nhỏ càng tốt, thì đó là cái vùng mua gom cho anh chị, chia vốn ra mình mua anh chị, tránh trường hợp là anh chị mình mua một phần xong thấy cổ phiếu nó giảm xuống là anh chị mình bán mình bỏ chạy là không nên anh chị, chia vốn ra cái vùng là cái vùng an toàn để anh chị mình chia vốn ra mình mua anh chị nhé. HCM nếu mà anh chị lựa chọn là mua để sở hữu cái quyền mua phát hành thêm thì có thể là mình canh những cái nhịp nó giảm về quanh 30.5 cho tới 31 anh chị mình mua trước cái ngày giao dịch không hưởng quyền của nó là ngày 2 tháng 1 anh chị nhé. Còn những anh chị nào mà mình không muốn mua sở hữu cái quyền phát hành thêm thì có thể là giao dịch trước cái ngày đó anh chị bán, thì em nghĩ là nhịp trước anh chị mình đã căng bán rồi, những nhịp cuối tuần rồi thì anh chị mình thấy là có những cái thông tin xấu thì cổ phiếu HCM này nó có những nhịp điều chỉnh đi xuống. Tuy nhiên nếu mà nhìn về giai đoạn trước anh chị, nhìn về cái cách vận hành của cổ phiếu ở giai đoạn trước thì anh chị mình so với chỉ số chung anh chị, là mặc dù là chỉ số VN Index của chúng ta có những cái nhịp giảm mạnh nhưng HCM nó cũng tương tự như SHS anh chị, nó đi ngang thôi, nó đi ngang trên cái vùng giao gap là quanh 30, nó không giảm xuống anh chị, nó không giảm xuống, nó không khác là mấy hết anh chị, nó giữ giá rất là tốt, lực cầu bên dưới rất là tốt anh chị, cho nên là nhịp sắp tới em nghĩ là để mà giảm mạnh cũng rất là khó anh chị. Cái điểm này thì em có chia sẻ cho anh chị rồi, để và nói về các cái mã cổ phiếu chứng khoán nó giảm mạnh giảm sâu là rất khó, và giả sử nó có giảm sâu đi thì cũng là cơ hội để cho anh chị mình mua anh chị nhé. Thì chú ý giùm em với cái mã cổ phiếu HCM này, và một điểm lưu ý thêm nữa để củng cố cho cái việc là mã cổ phiếu này nó giảm sâu rất là khó anh chị, thì anh chị nhìn vào khung H1 anh chị, hai cái giao gap nó nằm bên dưới rất là phẳng như thế này, thì thành ra anh chị mình thấy là nó giảm về 35 còn khó, chứ đừng nói chi đến cái việc là nó giảm sâu xuống các cái vùng bên dưới anh chị, nó thủng qua hỗ trợ anh chị nhé, rất là khó đó, hai cái giao gap này nó phẳng nó hỗ trợ bên dưới rồi anh chị đó, thì thành ra anh chị mình có thể là kỳ vọng là nó có thể giảm về khoảng là 30.5, 31 cho biết thôi anh chị. Lăn quanh đó thì anh chị chia vốn ra một mua dần. Đừng canh kê quá nha anh chị, đừng canh kê mình đợi tới 30.5 thì em nghĩ là hơi khó để cho anh chị mua được cái mã cổ phiếu này. Nha anh chị nhá. Có tiền thì có thể là canh mua ở cái vùng này. Nha anh chị, có tiền thì anh chị mình canh mua, còn có cổ phiếu thì cũng có thể canh mua luôn. Tất nhiên ở đây nó có cái câu chuyện đó là phát hành thêm thì tùy vào anh chị thôi. Nếu mà anh chị muốn nắm giữ cổ phiếu để mà chờ mua cái quyền phát hành thêm
thì chờ chờ mua cổ phiếu phát hành thêm thì có thể là mình mua gom dần từ bây giờ, canh những nhịp chỉnh về anh chị mình mua ha. Còn những anh chị nào mình không muốn sở hữu cái quyền mua phát hành thêm thì có thể là mình bán trước cái ngày giao dịch không hưởng quyền của nó là ngày 2 tháng 1 anh chị nhé. Rồi thì đó là chia sẻ của em về ba cái mảng cổ phiếu thuộc trong ngành chứng khoán trước cái câu chuyện đó là hệ thống KRX trễ câu like nha anh chị. Thì đầu tiên đó là mảng cổ phiếu SSI, thứ hai đó là mảng cổ phiếu SHS, và thứ ba đó là mảng cổ phiếu HSM. Đó thì chung quy lại thì anh chị mình nắm giùm em đó là rất khó để mà các cái mảng cổ phiếu chứng khoán nó giảm sâu, nó giảm mạnh nha anh chị. Và nếu như em nói về cái kịch bản nó giảm mạnh đi thì đó cũng là cơ hội rất tốt để cho anh chị mình mua gom vào nha anh chị. Tại vì nhìn vào cái cách vận hành của cổ phiếu ở những nhịp trước cũng như là những cái nhịp thời điểm hiện tại thì anh chị mình thấy là thị trường chung giảm mạnh nhưng các cái mã cổ phiếu chứng khoán đa phần là đi ngang hoặc là giảm yếu thôi chị, không giảm mạnh nha chị, giữ giá rất là tốt. Cho nên cơ hội giảm là cơ hội, cho nên là nếu như nó giảm thì đó là cơ hội rất tốt để cho anh chị mình gom vào anh chị nhé. Rồi thì đó là phân tích của em về ba cái mã cổ phiếu này như là cái câu chuyện về hệ thống KRX sắp tới anh chị nhé. Thì nếu như mà chị thấy video là hữu ích thì có thể là ủng hộ cho Thắng một lượt like, một lượt tim cũng như là một lượt đăng ký kênh anh chị mình nhé. Ngoài ra thì trong cái thời gian hiện tại nếu như mà chị mình chưa có người đồng hành hoặc là chưa có người hỗ trợ trên thị trường chứng khoán thì anh chị mình có thể là về đồng hành cùng em bằng cách là mở ủng hộ cho em Thắng một cái tài khoản mở mới tại SSI hoặc là chuyển ID về em với cái ID là 2606 nếu như mà anh chị đã giao dịch tại SSI trước đó rồi anh chị. Thao tác thì online thôi, khá là nhanh. Thì sau khi anh chị mình hoàn tất thủ tục xong thì em sẽ hỗ trợ anh chị mình vào trong các cái room VIP tín hiệu để anh chị mình có những cái tín hiệu giao dịch mua bán sớm anh chị nhé. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, chúc cho quý anh chị có một cái dịp Giáng sinh an lành bên gia đình và người thân. Chắc là cái video hôm nay thì em làm chắc là nó hơi dài hơn một xíu nhưng mà các cái video sau thì em sẽ cố gắng rút gọn lại tại vì hôm nay thì em chia sẻ hơi nhiều về cái câu chuyện đó là hệ thống KRX có cái khó vận hành được nha chị. Đó là cái điểm đầu tiên thì nó sẽ hơi mất thời gian cho anh chị thôi, và cái nhịp sau thì em sẽ nói về cổ phiếu thôi anh chị nhé. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều, bye bye.